thực hư thông tin tài xế trường ghét quay Hà Nội tự tử, công an vận cầu giấy Hà Nội khẳng định thông tin ông Doãn Quý Phiến lái xe của trường ghét quay Hà Nội tự tử là không chính xác. Ngày 19 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Doãn Quý Phiến lái xe trong vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường ghét quay tự tử. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chiều cùng ngày, trả lời phóng viên báo, đại diện công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan điều tra công an, quận Cầu Giấy, đã xác minh thông tin. Tài xế Doan Quý phiến tự tử, tuy nhiên thông tin này là hoàn toàn không chính xác. Thông tin tài xế phiến tự tử là không đúng. Hiện công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục các bước điều tra vụ việc, đại diện công an quận Cầu Giấy cho hay. Cũng theo vị đại diện, công an quận Cầu Giấy, hiện công an cũng chưa có quyết định khởi tố bị can hay áp dụng các biện pháp nào khác đối với tài xế phiến. Trước đó, theo điều tra sơ bộ ban đầu của công an quận cầu giấy về vụ việc cháu lê hoàng long bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường đến chết, khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, ông doãn quý phiến lái xe for từ bãi xe của ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền đến đón bà nguyễn thị quy nhân viên đưa đón học sinh của trường ghép quay để cùng đón các học sinh khác đến trường học. Xe ô tô do lái xe phiến lái đón tổng số 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long. Đến 7 giờ 25, xe đến cổng phụ của trường Gateway. Sau đó, bà Quy đưa các cháu học sinh xuống xe, rồi đóng cửa ô tô lại. Sau khi bà Quy đóng cửa ô tô, lái xe phiến lái xe về bãi gửi của ký túc xá, học viện báo chí và tuyên truyền và gửi xe ở đó. Đến 15 giờ 10 cùng ngày, ông phiến đi đến bãi xe, lái xe đến cổng trường Gateway để đón các cháu học sinh khi bà quy đưa các cháu học sinh ra cổng lên xe thì không thấy cháu long nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu còn bà quy đưa các cháu còn lại lên ô tô khi bà quy mở cửa xe ô tô thì phát hiện cháu long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu long vào phòng y tế của trường sau đó đưa cháu long vào bệnh viện e bác sĩ bệnh viện e xác nhận cháu lê hoàng long vào viện trong tình trạng thân thể tím thái đồng tử giãn phản xạ ánh sáng không còn Mạch không, huyết áp không, bác sĩ đã cấp cứu mạch tuần hoàn, sau 30 phút không có kết quả. Nên thông báo cho gia đình, cháu đã thiệt mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, đã trưng cầu viện khoa học hình sự. Bộ công an, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân, cháu Lê Hoàng Long thiệt mạng. Ngày 7 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án, vô ý làm chết người. Theo điều 128 Bộ luật hình sự hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đang làm việc với những người có liên quan củng cố tài liệu xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định